Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Yến Húc Thanh Bãi, 197 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, Hà Nội. Hôm nay thì em sẽ cùng cả nhà khám phá những album hay nhất của Bằng Kiều, ca sĩ được xếp vào một trong những giọng nam cao nhất của làng nhạc Việt, được đánh giá là trong và giàu tình cảm. Anh thủ lớp ca sĩ cùng thời với những Lam Trường, Phương Thanh, Mỹ Linh hay là Quang Linh. Bằng Kiều đã gặt hái được rất là nhiều thành công trong sự nghiệp ca hát và cũng được xem là một trong những ca sĩ được săn đón bậc nhất, có lượng cát xê khủng không chỉ trong nước mà còn ở hải ngoại. Ở trước mặt cả nhà hiện là 9 album đồng giá 150.000 một đĩa, là những album tái bản F1 phô đúc lòng trắng chất lượng cao. Còn ngoài ra thì các bác mà biết thêm những album nào hay nữa của Bằng Kiều thì có thể comment thêm để mọi người cùng tham khảo nhé. Em xin phép mở đầu với một album rất là được ưa thích của chàng ca sĩ này, đó là album Những Tình Khúc Chọn Lọc, Bằng Kiều Xin Đừng Quay Lại, của album phát hành bởi Trung Tâm Thúy Nga. Trong này thì gần như đã tổng hợp những ca khúc hay nhất của Bằng Kiều rồi, chẳng hạn như là Em Ơi Hà Nội Phố, Xin Đừng Quay Lại, Bản Tình Ca Cho Em, Em Đứng Thăng Anh Đêm 30, Biển Cạn, Phút Cuối, Bản Tình Cuối, và đặc biệt là ca khúc Chị Tôi, một sáng tác rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến. Album này em đang giao với giá là 150.000 cả nhà nhá. Các bác quan tâm album nào hoặc là mình muốn đặt mua thì có thể nhắn tin qua Zalo bên em là 0912 906 897, đem soạn đĩa cho mình. Bên em ship số D từ 3 đĩa trở lên, miễn phí ship từ 700.000. Bác nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc là từ 1,5 triệu thì em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm. Đây là cái phô đĩa bên trong, cả nhà xem thử giúp em nhé. Một số thông tin thêm về Bằng Kiều. Anh sinh năm 1973 tại Hà Nội, ở trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ là nghệ sĩ sân khấu Lưu Nga, còn bố là bác sĩ nhưng cũng rất hăng say tham gia nghệ thuật. Anh tham gia phong trào văn nghệ từ khi còn học tiểu học, nhưng mà đến năm 1989 thì mới chính thức học nghệ thuật chuyên nghiệp tại Nhạc Viện Hà Nội. Bằng Kiều cũng đã từng tham gia các ban nhạc như là Chiều Khóa Vàng, Hoa Sữa và Dưa Hấu, và sau đó tách ra hát solo riêng. Tiếp theo là một cái album cũng rất là được quan tâm cũng như là được ưa thích của Bằng Kiều, đó là album Mắt Biếc. Trong album này thì có những sáng tác của Trịnh Công Sơn này, của Trường Sa này, của Ngô Thụy Miên, chẳng hạn như là Lệ Đá, Xin Còn Gọi Tên Nhau, Hạ Trắng, Mắt Biếc, Thà Như Giọt Mưa, Giấu Tình Sầu, Rồi Mai Tôi Đưa Em, Thu Hát Cho Người, Phôi Pha hay là Bài Không Tên Số 2. Đặc biệt là cái album này có chất lượng hòa âm rất là tốt, các bác hoàn toàn có thể mình thử test máy luôn nhá. Album Bằng Kiều Mắt Biếc cũng đồng giá là 150.000. Hôm nay thì em sẽ chỉ sưu tầm và tập trung vào những cái album loại 150.000 thôi. Còn ngoài ra thỉnh thoảng em cũng có về thêm những cái album điệu gốc của Bằng Kiều thì em sẽ cập nhật thêm ở trên Zalo cũng như trên Facebook sau nhá. Một album tiếp theo là Bằng Kiều Thư Tình Gửi Em. Tổng cộng hôm nay thì sẽ có 9 album tất cả cả nhà nha. Trong album của phát hành của Trung Tâm Thúy Nga này thì em thấy đã góp nhặt được khá là nhiều những ca khúc mới hát, cả những cái album mới này, cả những ca khúc cũ của Bằng Kiều như là Lại Gần Hôn Anh, Hai Chúng Ta, Gửi Người Em Gái, Trái Tim Bên Lề, Sang Ngang, Người Em Sầu Mộng, Định Mệnh, hay là ca khúc Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu và Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Album này khá là mới đấy, khoảng 2019 này, phát hành năm 2019. Tổng hợp được khá là nhiều bài hay. Thì đây là cái phô đĩa bên trong, cả nhà xem thử giúp em nhé. Ở năm 2002 thì Bằng Kiều đã định cư tại Mỹ và kết hôn với ca sĩ Gigi Phương Trinh, nhưng mà do những phát ngôn gây tranh cãi cho nên là đến cuối năm 2004 thì anh đã bị tước quyền công dân Việt Nam. Cho đến năm 2008 thì Bằng Kiều đã có chuyến quay trở về Việt Nam lần đầu tiên và cũng đã được Cục Biểu Diễn Nghệ Thuật cấp phép thực hiện live show vào năm 2012. Và đến hiện nay thì Bằng Kiều là ca sĩ độc quyền của Trung Tâm Thúy Nga và anh hoạt động xen kẽ cả trong nước lẫn ngoài nước. Thì tiếp theo sẽ có vẫn là khá là nhiều những album phát hành của Trung Tâm Thúy Nga, thì cả nhà hãy cùng em khám phá tiếp nhé. Một album bên này là album Em Là Tất Cả của Bằng Kiều. Trong này thì sẽ có một số ca khúc nhạc tình cũng như là thể loại nhạc acoustic khá là hay như là Người Yêu Tôi Khóc, Mơ Về Em, Chiếc Lá Thu Phai, Nha Trang Ngày Về, Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn, và đặc biệt là ca khúc Như Cánh Bạc Bay. Đồng giá 150.000 cả nhà nhé. Và ca khúc em vừa bật thử chính là cái ca khúc Lệ Đá, cái bài mà trong album Mắt Biếc đó, một album cũng rất là hay của Bằng Kiều. Album này thì em thường xuyên thử loa cho khách luôn và khách rất là mê. Album dưới này là Bằng Kiều Buồn Ơi Chào Mi, phát hành bởi Trung Tâm Thúy Nga. Mình xem thử cái clip bài xem nào. Album phát hành năm 2016 với những ca khúc như là Giọt Nắng Bên Thềm, Em Đếm Thăm Anh Đêm 30, Để Nhớ Một Thời Ta Tặng Yêu, Buồn Ơi Chào Mi, Em Đi Bỏ Mặc Con Đường, Chiếc Lá Cuối Cùng, Hoài Cảm, hay là Tình Khúc Thứ Nhất.
bên trong của nhà có thể xem thử giúp em. Phong cách âm nhạc của Bằng Kiều thì cũng rất là hợp với những ca khúc tình cảm trong sáng, lãng mạn như này, chứ không hề ủ ê và não nề. Về trang phục biểu diễn thì trước đây Bằng Kiều cũng cho rằng là giọng hát là quan trọng nhất. Tuy nhiên thì sau đó anh đã chú trọng hơn yếu tố trang phục, vì cho rằng đó cũng là một cách để biểu lộ sự tôn trọng với khán giả. Và không chỉ có giới thưởng ngoạn đánh giá cao về trình độ giọng hát của anh, về phong thái trình diễn của anh đâu, mà cả nhiều tầng lớp người nghe, trong đó có những cái bạn trẻ thế hệ 9X hay là 2000 như em cũng đều rất là mê cái phong cách của chàng ca sĩ này. Và tiếp đến thì em đang có thêm một số album song ca của Bằng Kiều. Và nhắc đến những cái bạn hát nổi tiếng của Bằng Kiều thì đương nhiên là phải kể đến những cái nữ ca sĩ như là Thu Phương và Minh Tuyết nữa. Thì ở đây thì em đang có một cái album là Bằng Kiều Thu Phương, tên là Cây Đàn Bỏ Quên. Trong album này thì sẽ có những ca khúc như là Nếu Một Ngày, Cây Đàn Bỏ Quên, Nhìn Trùng Xa Cách, Hướng Về Hà Nội, Nha Trang Ngày Hè, Giáng Ngọc, Mùa Thu Trong Mưa, hay là Nỗi Nhớ Mùa Đông, Cửa Sổ Mùa Đông. Một ca khúc mà có rất là nhiều lượt view ở trên YouTube. Đây là cái phôi đĩa bên trong. Album tiếp theo là hai album của Bằng Kiều, Minh Tuyết. Bác nào mà thích cặp song ca này thì đây là hai cái album tuyển chọn được những ca khúc hay nhất luôn. Trong album Một Lần Nữa Xin Có Nhau thì em thấy có cả những bài như là Đã Biết Khi Yêu, Dòng Tin Nhắn Như Đã Giấu Yêu, Tại Vì Chính Em, Còn Nhớ Không Em, hay là bản song ca Tan Mối Tình Đầu cũng rất là hay, phát hành bởi Trung Tâm Thúy Nga. Album năm 2010 của nhà nhá. Đây là cái phôi đĩa bên trong đây. Đồng giá 150.000 một đĩa. Album kế tiếp Bằng Kiều và Minh Tuyết, Bởi Vì Anh Yêu Em. Ở trong này thì em thấy có Anh Đã Ra Đi này, Ở Nơi Thời Gian Ngừng Lại, Mùa Thu Biển Gọi, Bởi Vì Anh Yêu Em, hay là Kẻ Đứng Sau Tình Yêu. Album này hình như cũng xưa phết rồi này, hình như là phải tầm những năm 2000 hay là 2000 lẻ mấy á. Thì đây là cái phôi bên trong, phôi đúc lòng trắng chất lượng cao không kén đầu các bác nhá. Đồng giá là 150.000 một đĩa. Và các bác quan tâm album nào thì có thể nhắn tin qua Zalo bên em là 0912 906 897 để em soạn đĩa cho mình. Bên nhà ship CD từ 3 đĩa trở lên, miễn phí ship từ 700.000. Bác nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc là từ 1,5 triệu thì em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm. Và cái album cuối cùng để kết thúc clip ngày hôm nay là một cái album khá là mới, phát hành trong năm 2020. Một sản phẩm cộng tác giữa Bằng Kiều này, Lê Hiếu, Trọng Bắc, Tạ Quang Thắng và hai giọng ca nữ rất là ưa mến, đó là Thùy Chi và Yuki San, đều là những ca sĩ trẻ rất là nổi bật. Thì trong album này thì em thấy có những cái ca khúc nhạc nhẹ và thể loại acoustic khá là hay, như là Dẫu Có Lỗi Lầm, Em Về Tinh Khôi, Đường Xưa, Lời Du Cho Con, Ước Gì, Hoa Cỏ Mùa Xuân, Bước Chân Lẻ Loi, Hà Lối Cũ Ta Về. Album này được thu trực tiếp từ đánh giá đĩa than ra, cho nên là âm thanh rất là dày, rất là ấm áp cả nhà nhá. Lối Cũ Ta Về, rất là nhiều ca sĩ và trong đó có cả danh ca Bằng Kiều, phát hành bởi Gia Định Audio. Bình thường cái album này họ chỉ phát hành dưới định dạng đĩa than mà thôi. Tuy nhiên thì em đã nhờ bên kho đĩa họ in trực tiếp từ đĩa than ra cái định dạng đĩa CD để mình có thể thử trên những bộ dàn loa âm thanh khác, chứ không cần nhất thiết là phải mua mâm đĩa than nữa rồi. Vậy hôm nay em đã quay đủ cho cả nhà 9 album đồng giá loại 150.000 của những cái album tuyển chọn của Bằng Kiều. Thỉnh thoảng thì em vẫn về thêm cả những cái chương trình CD gốc của Bằng Kiều nữa. CD gốc của Thúy Nga phát hành cho ca sĩ Bằng Kiều thì đều giá khoảng từ 350.000 này đến 380.000. Một số album đắt hơn là 400 thì về đến đâu thì em sẽ đăng ở trên Zalo và trên Facebook đến đấy nhá. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nếu cả nhà thấy clip hay thì đừng quên ấn thích, chia sẻ cho bạn bè và đăng ký theo dõi kênh YouTube bên em để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà em ra mắt trong số sắp tới. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo.